tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu. Em ơi, công tử Bạc Liêu sao cái mặt ngộ vậy? Em đến đây để thi hát. Em ơi, em đang quạo quá. Dạ không có, cơ địa em nói vậy. Và đừng yêu em nữa. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Quang quang lá phong lao nhân vui sẽ nấy. Đây quang quang anh mới có 25 tuổi kém thôi nha, làm gì cho đi thi. Bên đang chỉ tỷ là 18-24 tuổi thôi. Ánh mắt thật dịu dàng, đôi môi thật nồng nàn, tia nắng ấm nhẹ xuyên qua mái tóc vàng. Em nên suy nghĩ lại, em phải vươn xa, anh sẽ đẩy em. Mẹ đã nói với con là mẹ không thích ca hát đàn hát. Mẹ, con hát dở hơn chết, sao mà làm ca sĩ được? Đúng vậy. Đúng rồi. Nó hát dở nhất nên nó mới được giải nhất đó. Nhìn mây và gió phiêu du phương trời, ta lắng du quên thời gian. Để lưu trong tim ta mãi còn lại niềm vui trong từng phút giây. Ngày em đến nơi đây trái tim tôi thuộc về. Và bộ phim Khi Ta 25 sẽ được phải chiếu vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Giai điện ảnh chính diện đầu tiên của Lâm. Hy vọng mọi người sẽ đã đạp và ủng hộ bộ phim Khi Ta 25. Mong rằng là bộ phim này sẽ đem lại cho mọi người một cái cảm giác là thanh xuân. Bởi vì đây là một bộ phim rất đáng xem. Rất là mong có thể dành thời gian ra rạp phim. Các bạn cũng chưa có người yêu thì các bạn hãy nhớ ra rạp xem bộ phim Khi Ta 25 nhé. Tiếp đến đó là chúc mọi người sẽ có một năm mới và bình yên, bình an, luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui trong gia đình của mình. Và đặc biệt là các bạn có nhiều sức khỏe nè. Lúc nào cũng kiếm thật là nhiều tiền hết nha. Giang sự như ý, mã đáo thành công. Và cuối cùng là chúc mừng năm mới. Ngày mấy ạ? Ngày 3 tháng 3, 2023. Nhớ ủng hộ Khi Ta 25. 2 năm 4 nha.